Nhìn qua, hình ảnh này giống khung cảnh người hâm mộ đang xếp hàng chờ và xem một show ca nhạc nào đó. Thực chất, đây là hàng người tập trung trước khu vực phố đường tàu ở thành phố Hà Nội vào sáng ngày 4 tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành rào chắn, yêu cầu du khách không vào phố đường tàu chụp ảnh tham quan để đảm bảo an toàn. Các đoạn đường tàu ở đường Trần Phú, Phùng Hưng, Điện Biên Phủ đều có barrier chắn ngang đường, khiến nhiều khách du lịch ngẩn ngơ khi đến đây mà bị chặn không được vào. Nhiều du khách vẫn tiếc nuối, tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm từ bên ngoài rào chắn. Khi mà tới đây thì chờ khoảng một tiếng thì vẫn chưa được vào. Phố đường tàu với những quán cà phê ghế nhựa hai bên từng là điểm đến nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài và nhiều lần được giới thiệu trên báo và tạp chí nước ngoài. Tháng 8 năm ngoái, ngành đường sắt đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp xử lý tình trạng du khách quay phim chụp ảnh vi phạm hành lang an toàn đường sắt và người dân bán hàng cà phê, giải khát và các mặt hàng khác tại phố cà phê đường tàu, đoạn thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm và quận Ba Đình. Vì thế, vào khuya ngày 14 tháng 9 năm 2022, con phố cà phê nổi tiếng thế giới này bị chặn lại, chính thức cấm cửa du khách. Tuy nhiên, cấm chỗ này thì lại mọc ra những phố cà phê đường tàu khác ở các đoạn khác. Quận này cấm thì các quán cà phê đường tàu lại chuyển địa bàn qua quận khác. Đầu đường có barrier chặn thì chủ quán tìm cách đưa khách vào bằng cách ngách khác từ nhà dân bên cạnh. Những hình ảnh nhộn nhịp này được phóng viên báo Thanh Niên ghi lại vào đầu tháng 11 năm 2023. Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng cấm chỗ này, cà phê đường tàu mọc chỗ khác, đến sáng ngày 4 tháng 11, tất cả các phố cà phê đường tàu cả mới lẫn cũ đều bị rào chắn lại, ngăn không cho du khách vào trong. Đây là lần thứ hai mình ra Hà Nội và cũng vào cái dịp thu đẹp nhất của Hà Nội. Mình cảm thấy rất là hào hứng. Thật sự là rất là tiếc tại vì Hà Nội thì mình cũng đi tham quan được đa số những cái địa điểm hết rồi. Còn có chỗ này là mình đi cái địa điểm này là cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Nhưng mà khi mà tới đây thì chờ khoảng một tiếng thì vẫn chưa được vào. Ban đầu thì mình thấy nó rất là nguy hiểm. Tại mình cũng có hỏi bạn mình là ví dụ là ngồi đó mà tàu đi ngang qua thì có chạm vào người không? Thì mình thấy cái khoảng cách này cũng khá là an toàn. Nếu mà đừng có chị em hoặc là gì đó thì mình giữ cho cẩn thận thôi. Còn người lớn thì chắc khi mà tàu tới thì người ta sẽ thông báo và người lớn thì cũng sẽ tự có ý thức để bảo vệ bản thân mình. I know that there's like you can cafe and then the train comes past. Fine, I think it's a good experience. Yeah, I would say. Yeah, understanding because it's a dangerous place. Because it also shuts down like all the cafes if for tourists.